chào quý vị anh chị, quay lại với kênh của Viết Phú. Em đang ở một cái cửa hàng đồ gia dụng. Đây là tất cả những con dao. Em đi mua một con dao về mà để chặt vịt ở gà. Đây gần đây siêu thị gần đây nó có bán thịt vịt nhập khẩu từ Thái Lan và Brazil. Cá rô phi nhập khẩu từ Đài Loan nên là em đi mua một con dao về để khi mà chặt vịt ấy. Thì cửa hàng cái đoạn này thì dao là đa số là made in Japan hết rồi. Made in Japan hết, các bác có thể thấy chữ đỏ made in Japan đấy. Con dao đang cầm trên tay, con dao này có thể hơi nhỏ một chặt thì hơi nhỏ một chút, nhưng mà tôi có gọi là dao chặt to ở đây rồi. Rồi cũng con này cũng made in Japan, thì tôi có ghi công ty ở Nhật đây nhá. Nhưng tất cả đây là made in Japan hết đây. Made in Japan nhá. Cái giá con em đang cầm đấy là khoảng tầm 550.000 một con như thế này các bạn. Cũng khá cao nhờ, để em quay cho bác xem tí. Bây giờ mấy con dao rọc cá, rọc phi lê thứ made in Japan. Rồi, thép này, làm từ thép, thép hình nhá, gọi là cái con này xem kích thước trọng lượng không ghi, giờ cho này che mất sao. Nói chung là con này made in Japan, để nó người ta mài từ thép rồi. Giá của nó 350.000 con tí tí như này. Kính thật. Con to hơn tí thì 500. Đây, cũng như thế nhưng mà to hơn. Con da 500.000 con như này. Rất nhiều đây. Nhiều bác có hỏi về mấy dao này, đây, con dao độc cá, con này rẻ hơn 200.000 đây. Con này có made in Japan không? Made in Japan luôn, đây, nóc cá này. Đấy, dưới này có kèm luôn một cái viên đá mài đi theo dao, tất cả các dao đều kèm một viên đá mài. Đây, các cái quầy này là các con dao nhỏ, dao phi lê, róc cá thứ. Con này khá đẹp. Con này không biết có phải made in Japan không. Cũng made in Japan, có chữ Nihon C, sản phẩm của Nhật Bản ở đây. Giá 400.000 một cái như thế này. Còn cái con này, con này khá nặng. Chặt đầm tay đấy. Made in China. Còn là made in China nhưng giá của nó 1 triệu á. Đấy. Damascus nha các bác. Stainless thép crash 1 triệu một con như này, đắt đấy. Quay chân này thì cũng có con này 1.3 triệu này. Con này thì made in Japan này, có đá mài đi kèm ở dưới này, hai viên đá mài luôn à. Ở đâu này là cái nhựa ở gì chứ? Trên đá mài phía sau đây đấy, 1.3 triệu cơ, 1.4 triệu cơ, rất đắt. Dưới này là có mấy viên đá mài kiểu có vào quẹt quẹt như này, mấy viên đá mài tay. Đây, con dao dọc dài này 500.000. Thép hình. Nói chung là em quay sơ sơ cho bác xem mấy con dao giá nó cũng cao lắm, chứ không có rẻ đâu. Để nhiều bác có hỏi mua nhưng mà cũng cao thật. Đây, em nhắm mắt em mua một con về thôi chứ còn cũng rất là đắt. Rồi, em xin phép quay video ngắn cho bác xem thôi. Xin đây có con dao này. Dao này bằng sứ nữa. Dao làm bằng sứ thì phải. Kyocera đúng rồi. Làm bằng sứ. Dao này cũng made in Japan. Kyocera Corporation. Này giá hơn 700.000. Đắt thật. Rồi em xin chấm dứt video ngắn ở đây thôi. Thấy dao định quay em thấy đắt quá thôi chẳng quay nữa. Cảm ơn các bác theo dõi video của em nhé. Nhớ đăng ký ủng hộ em nha các bác. Em xin cảm ơn. Nhân tiện em đi qua cái quầy, một số bác có hỏi làm mấy cái đồ quầy làm bonsai. Đây dao cắt làm bonsai này. Con này là made in Taiwan, chứ không phải made in Japan đâu. Mấy con dao này. Dao này có giá khoảng tầm 200.000 một cái thôi. Đây, con dao này 200.000 một cái, dao cắt kiểu này. Giữa là cái thép sắt. Khóa nó lại đây. Đấy. Bóc thì nó nhả ra. Đấy, cắt.
Đây là một loại khác. Loại này thì cũng bằng thế, 200.000 một cái. Đấy, cắt đây. Nhớ bác hay trồng lan, trồng cây bonsai cắt đây. Cũng made in Taiwan luôn. 200.000 một cái bác. Nhẹ lắm, bằng hợp kim nhôm. Nên nó rất là nhẹ. Cây này thì sản xuất cho thị trường Nhật Bản. Đấy. Thì sao chất lượng nó cũng rất là ok. Đây là một loại khác. Đây bên này. Đây là một loại khác nữa nhỏ hơn, hơn 100.000 thôi. Đây thì nó đấy. Không tự động nó nhả ra mà phải mở nó ra. Cũng có một tháng đấy. Cũng mới đến Taiwan cả. Đấy. Hàng này loán thì nó cũng chất lượng đấy chứ. Này, cái này nó phải tự động mình nó không nhả ra, mình phải cài nó vào. Đây là một kéo nữa. Cái này cũng đắt bằng cái vào đây, hơn 100.000, 120.000, 130.000. Rất nhẹ. Cũng 130.000, hai cái bằng nhau, còn hai cái đầu thì hơn 200.000. Đây cái nữa, cái kéo to. Cái này có giá đắt nhỉ. Cái này có giá mấy? Cái này không có giá. Mùi đi nữa. Cũng là của một hãng đấy, made in Taiwan cả. Đấy, cho bác xem. Nó chụp lại mấy cái ảnh cho các bác cùng xem. Con này to không có giá. Cái này là một đống kéo khác. Đây. Con này phải made in Japan không? Okumeri thì made in Japan không? Phải made in China. Không thấy gì đây bác. Okumeri này chắc là em nghĩ là sản phẩm của Japan. Vì đã sản xuất riêng cho cái đây, sản phẩm Nhật đấy. Đấy, cái Nhật đó, này đắt đấy, con này còn nặng lắm, con này có giá khoảng tầm 600, hơn 600.000 một cái như này, một cái như này là 700.000, cũng made in Japan. Con này thì nó bị gãy chứ nó không có bị cái mặt này, người ta cứ bảo là nó có khả năng bị gãy chứ không có khả năng, nó ít khi nó bị bể từng miếng ấy, nó gãy hẳn này. Mình chụp lại cho bác xem. Nó rất nhiều đồ nhé, rất là nhiều cái đồ bonsai này. Kéo nhỏ kéo to, giá rẻ giá đắt có hết. Mấy cái này 400.000 một cái. Cái này thì 600.000 một cái, 650. Chết đấy. Bên Japan. Rất nhiều đồ. Nói chung em cũng không thành lắm nên không được cái chi tiết được cho các bác xem. Để biết là mấy cái này giáo cắt cành, cắt tỉa. Vậy thì em xin cảm ơn các bác đã dõi video em. Con nào cần mua con gì thì bảo em. Em sẽ mua cho. Đấy.